Xin chào cả nhà. Hôm nay thì ở trong vườn có một cái chậu lan hài đang nở hoa rất đẹp mọi người. Và cái cây này thì có tên gọi là lan Hải Vân mọi người. Hải Vân thì nó có hai loại ở hai vùng. Thứ nhất là Hải Vân ở phía Nam là cái loại mà em đang quay clip đây. Nên người ta thường hay gọi nó với cái tên là Hải Vân Nam. Ngoài ra ở phía Bắc cũng có một cái loại lan Hải Vân, nó cũng khác nữa mọi người. Hoa nó cũng khác mà thân lá nó cũng khác, gọi là Hải Vân Bắc. Tuy nhiên thì cái cây Hải Vân Nam này thì nó thuộc cái hàng dễ thuần và hoa thì cũng to hơn mọi người. Và cây này thì ở trong tự nhiên thì nó mọc ở những cái cánh rừng thuộc cái khu vực rừng Gia Ly của Gia Lai mọi người. Đây được biết đến là một trong số những cái khu vực rừng thuộc vào hàng khắc nghiệt nhất của Tây Nguyên. Mùa khô thì nắng kinh khủng mà mùa mưa thì mưa xối xả luôn. Đây bằng chứng cho thấy sự khắc nghiệt của cái khu rừng này là mọi người thấy những cái thân già nó này. Tới cái mùa khô là rất là khô mọi người nhé, cây nó teo tóp hết, nó phải tụt lá dần 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 để nó có thể là sinh tồn trong tự nhiên, chờ đến mùa mưa để có thể là lên được những cái mầm mới. Nên là thành ra anh em hay thấy những cái lá nó hay kiểu bị khô 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 mất dần lá này. Đây có những cái phần nó mất thậm chí cả nửa lá. Đấy đây này, những cái vết khô này là cái vết mùa khắc nghiệt, mùa khô mọi người nhé, mùa mà không có nước rồi, để nó có thể sinh tồn chờ tới cái lúc mà có lên mầm đây. Và để sưu tầm được cái cây Hải Vân Nam này thì anh em nếu mà muốn sưu tầm có thể xem trong clip này. Hôm nay thì em có một số chậu trồng sẵn ở trong những cái chậu để anh em có thể là sưu tầm với giá rất rẻ mọi người. 100.000 mỗi chậu thôi. Đây em có để sẵn một số chậu có đánh số thứ tự mọi người nhé. 100.000 là anh em có thể sưu tầm được rồi. Phí ship tầm 30.000 mà ha. Đây, đấy, rất nhiều hồ chậu. Mười mấy chậu luôn cho anh em có thể sưu tầm cái giống này. Để sưu tầm thì anh em chỉ biết liên hệ 0384 750 258 mọi người. Nhắn tin, gọi điện hoặc Zalo cho em nhé. Phí ship tầm 30.000 do bên đơn vị vận chuyển họ thu riêng. Và nếu mà anh em chưa kết bạn Zalo với em có thể kết bạn Zalo em số này luôn nha. Với em ngoài những cái clip đăng trên YouTube ra thì rất hay đăng trên Zalo này những cái loại đẹp độc lạ, cái số lượng ít nên em đăng Zalo cho lại anh em theo dõi Zalo, có thích loại này thì báo em nhé. Rồi bây giờ em sẽ quay cụ thể lần lượt từng chậu anh em nhé. Đây hình số 1 này, mỗi chậu tầm 4 5 6 cây vậy tùy chậu ha. Rồi số 2 đây, 100.000 mọi người. Này thì về anh em chỉ biết là để nơi mát mẻ thôi, cũng không cần phải trồng chăm sóc gì lại đâu. Giá thể em làm rất ok rồi. Cây này thì mình dựa theo cái đặc tính trong tự nhiên nó mình trồng thôi mọi người. Ở trong rừng thì hay mọc trên những cái lớp mùng mục của lá cây rừng á, hoặc là trên những cái vách núi đá treo leo mọi người. Nên là cứ giá thể vỏ thông trộn với giớn đen sợi trộn với sơ dừa là ok nhất. Em thấy trong cái giá thể này cây phát triển rất tốt và rất là bền. Đây cứ 100.000 trồng mọi người. Số 7 nè, số 8 nè, số 9 nè, số 10 nè, số 11 nè, số 12 nè, số 13 đây. Và cuối cùng là số 14. Rồi xin cảm ơn cả nhà. Anh em có sưu tầm lan Hải Vân Nam được tìm thấy tại rừng Gia Lai này thì có thể là liên hệ với em nhé. Nhớ ha, số điện thoại anh để trên tiêu đề 0384 750 258 ạ. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.